Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất nhiều đàn ông đã thừa nhận rằng họ bị cuốn hút bởi khuôn mặt của người phụ nữ, say mê vóc dáng gợi cảm. Nhưng mà chính nụ cười mới là thứ giữ chặt được trái tim họ. Với đàn ông thì nụ cười của người phụ nữ họ yêu không chỉ khiến gương mặt nàng trở nên rạng rỡ, mà còn khiến đàn ông cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Thế nên là phụ nữ, hãy luôn cười tươi rạng rỡ mỗi ngày các bạn nhé. Vì nó không chỉ giúp cho mình xinh tươi hơn, mà nó cũng là bí quyết giúp bạn đẹp hơn và giữ gìn được mối quan hệ với chàng đấy. Đó cũng là một trong 8 tuyệt chiêu của chị em phụ nữ thông minh để có thể nắm giữ được chồng một cách khôn ngoan. Mà hôm nay chúng tôi muốn bật mí tới các chị em. Cùng khám phá và áp dụng ngay nhé! 8 chiêu trò của đàn bà thông minh khiến chồng cưng nựng suốt đời. Người phụ nữ cao tay là người biết cách giữ chồng bằng những hành động khiến chồng không có cảm giác đang bị nắm giữ. Chỉ cần nằm lòng chiêu trò này, chị em sẽ được chồng cưng chiều hết mực, cả đời không biết chán vợ là gì. Thứ nhất, luôn mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt của đối phương. Rất nhiều đàn ông đã thừa nhận rằng họ bị cuốn hút bởi khuôn mặt của phụ nữ, say mê vóc dáng gợi cảm. Nhưng chính nụ cười mới là thứ giữ chặt trái tim họ. Với đàn ông, nụ cười của người phụ nữ họ yêu không chỉ khiến gương mặt nàng trở nên rạng rỡ, mà còn khiến đàn ông cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Nụ cười của vợ như sự công nhận cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, như sự cảm ơn chồng đã luôn đối xử với mình thật tốt, sẽ giúp đàn ông cảm thấy dễ chịu, thư giãn. Vậy nên, phụ nữ chỉ cần luôn mỉm cười với chồng mỗi khi bắt gặp ánh mắt của anh ấy đã dư sức khiến chàng yêu bạn cuồng say cả đời. Thứ hai, không giận dỗi vu vơ. Một điều cấm kỵ là bắt chồng phải nhớ quá nhiều thứ. Đàn ông đôi lúc bận rộn trong công việc và họ thường có thể quên đi một đôi chi tiết nhỏ trong cuộc sống gia đình. Vì thế, thay vì trách móc chồng, hãy nói về anh ấy những lời yêu thương. Chính hành động này sẽ khiến chồng cảm thấy mình được trân trọng. Thứ ba, tạo bất ngờ cho chồng. Sự bất ngờ luôn là bí quyết của những người vợ thông minh. Chính điều này khiến cho mối quan hệ giữa hai người không bao giờ là nhàm chán. Chẳng hạn như, bình thường bạn thường xuyên về sau chồng, thay vì thế, hãy về thật sớm, đón con, chuẩn bị một bữa tối tươm tất trước khi anh ấy xuất hiện. Hoặc bình thường, chàng luôn là người đón bạn sau mỗi giờ làm. Vậy nếu đổi lại, bạn đến đón chàng và hai người cùng đi ăn tối, xem một bộ phim lãng mạn. Điều đó sẽ khiến chồng bạn cảm thấy hạnh phúc hơn. Thứ tư, không lạm dụng nước mắt. Nước mắt vốn được coi là vũ khí lợi hại của người phụ nữ, nhưng cũng không nên vì thế mà chị em lạm dụng nó quá nhiều. Bởi nếu lúc nào cũng chăm chăm sử dụng nước mắt, có thể khiến cho người chồng cảm thấy mệt mỏi. Vì thế, hãy là người phụ nữ thông minh, biết sử dụng vũ khí trời ban tặng đúng lúc nhé. Thứ năm, khen ngợi chồng đúng lúc. Dù có ngưỡng mộ chồng hay không, phụ nữ cũng nên dành những lời khen ngợi dành cho chồng. Em may mà lấy được anh, nhất chồng em. Nếu không có anh, em không biết xoay sở ra sao. Những lời ngọt ngào này là điều không nên thiếu ở một người vợ. Những lời khen này sẽ giúp người đàn ông luôn cảm thấy hãnh diện, thấy rằng họ được vinh quang ngay trong gia đình, chứ không phải đi tận đâu mới tìm thấy. Đây là điều rất quan trọng với đàn ông. Vì lẽ đó, nên người vợ nào mà đánh giá chồng cao thì người đó nắm giữ hạnh phúc gia đình bền chặt. Thứ sáu, ngoại hình hấp dẫn. Đàn ông vốn yêu bằng mắt. Thời gian trôi đi, khi sống cùng người phụ nữ của mình, người đàn ông vẫn không ngừng tìm kiếm những điều mới mẻ. Tuy nhiên, không phải phụ nữ nào cũng ý thức được điều này. Nhiều chị em phụ nữ sau khi kết hôn, vì quá bận rộn với công việc cơ quan, nội trợ mà bỏ bê việc chăm sóc dung nhan.
Điều này khiến cho người chồng cảm thấy vợ mình không còn sức hấp dẫn và nảy sinh chuyện mèo mỡ. Nhiều phụ nữ khi đi ra ngoài thì chú trọng việc ăn mặc đẹp, trang điểm kỹ lưỡng, nhưng khi ở nhà lại xuê xòa. Có nào mặc vậy? Để rồi đến khi chồng có chuyện ngoài luồng, tìm đến các nhà tư vấn hôn nhân để xin gỡ rối thì đã muộn. Trong khi đó, có những người phụ nữ dù không tài giỏi, cũng không quá xinh đẹp, nhưng rất được chồng yêu chiều. Vì họ luôn nỗ lực trở thành người ăn mặc đẹp, duyên dáng trong mắt chồng. Vì lẽ đó, nên trong quỹ thời gian ít ỏi dành cho bản thân mỗi ngày, người phụ nữ nhất định phải dành để chăm sóc quần áo, đầu tóc, vóc dáng. Một người phụ nữ khôn ngoan luôn để ý sở thích của chồng. Nếu chồng thích màu gì, kiểu dáng ra sao, họ sẽ lựa theo đó để lựa chọn đồ cho mình. Chỉ với một vài điều nho nhỏ đó, không mất quá nhiều công sức và thời gian, nhưng họ luôn đẹp trong mắt chồng. Và điều đó đồng nghĩa với việc họ sẽ giảm đi nhiều nguy cơ ngoại tình của chồng. 7. Quyến rũ nơi phòng the. Chuyện phòng the là phần quan trọng níu chân người chồng ở lại với tổ ấm. Vì lẽ đó mà người phụ nữ khôn ngoan bao giờ cũng rất coi trọng điều này. Họ đọc sách về tâm lý đàn ông, sắm sửa những bộ đồ ngủ quyến rũ, và hơn hết, họ luôn cố gắng để làm hài lòng chồng nhiều nhất có thể. Đàn ông vốn dĩ rất nhạy cảm. Khi người vợ thờ ơ hoặc lảng tránh chuyện phòng the, người chồng có thể nghĩ rằng điều này xuất phát từ việc vợ không còn yêu hoặc không hài lòng về mình. Khi đó, đàn ông sẽ dễ tìm một đối tác khác để thay đổi giải khuây và vỗ về cảm giác của mình. Để có khoảng thời gian bên nhau hạnh phúc, người vợ cũng nên sắp xếp không gian hoàn toàn chỉ dành cho hai người, không con cái, không công việc. Có như vậy, chốn phòng the mới là nơi đáng nhớ của hai người. Thứ 8. Một nụ hôn khi thức giấc. Đừng rời khỏi giường ngay lập tức mỗi khi thức giấc. Hãy cứ mặc kệ bữa sáng chưa chuẩn bị. Hãy mặc kệ việc bạn chưa vệ sinh cá nhân. Việc đầu tiên phụ nữ nên làm vào mỗi sáng chính là dành cho chồng một nụ hôn, kèm theo lời chào buổi sáng anh yêu. Sau đấy, bạn có thể loanh quanh nấu buổi sáng, chuẩn bị đi làm và làm tất cả những việc bạn cần. Bởi đơn giản rằng, nụ hôn của bạn đã dư năng lượng yêu thương để chồng bạn hạnh phúc ngất ngây cả ngày. Chị em phụ nữ thường mách nhau rằng đàn ông trên đời này 10 người ăn cơm thì hết 6 gã thèm phở, còn đỡ lại được 3 người chuyên cơm đâu vài năm rồi cũng lọ mọ đi tìm phở vài lần. Người còn lại chắc quy vào hàng hiếm có, cần được bảo tồn và chăm nuôi khép kín để có thể đỡ bị rủ dê. Câu chuyện chán cơm thèm phở chẳng phải của riêng nhà nào. Mỗi khi có câu chuyện về con giáp thứ 13 được chia sẻ trên mạng xã hội thì dư luận đều bênh vực người vợ vì xét cho cùng họ là người thiệt thòi nhất. Một người vợ có thể bỏ ra 10 năm tuổi trẻ và sự nghiệp để cùng chồng xây đắp nên cả cơ ngơi từ hai bàn tay trắng. Nhưng mà chẳng mấy người đàn ông biết nghĩ, biết thương, biết đáp lại công cán ấy. Không ít người đàn ông có thể vứt bỏ hết bao nhiêu tình cảm bên người phụ nữ của mình để đi tìm một cuộc đời tự cho là bình yên khác. Phụ nữ không phải cứ hết lòng vì đàn ông là sẽ được trân trọng và thương quý. Phụ nữ không phải cứ hết lòng vì đàn ông là họ sẽ trân trọng và thương quý. Đâu hẳn em hết mình vì họ thì họ chỉ yêu mỗi em đến hết cuộc đời này. Đàn ông vốn dĩ chẳng hề đơn giản như vậy. Một người vợ có thể bỏ 10 năm tuổi trẻ và sự nghiệp để cùng chồng xây đắp nên cả cơ ngơi từ hai bàn tay trắng. Nhưng chẳng biết được mấy người đàn ông biết nghĩ, biết lo, biết thương, biết đáp lại công cán ngần ấy năm tháng của vợ mình. Không ít người đàn ông có thể vứt bỏ hết bao nhiêu cảm tình bên người phụ nữ của mình để đi tìm một cuộc đời tự cho là bình yên khác. Phụ nữ không ngại yêu, cũng chẳng so cân nếu phải bỏ cả thanh xuân, chỉ để tảo tần bên người đàn ông không hề có gì để đắp bù cho cô ấy. Phụ nữ chỉ sợ
bao nhiêu son trẻ mình đánh đổi ngày ấy. Cuối cùng, chỉ để nhận lấy toàn những dối trá. Anh hết tình cảm với em rồi. Vậy anh có tình cảm với ai khác à? Không phải chuyện của em. Chứ của ai? Của hai bọn anh. Ừ, của bọn họ. Vậy mà hồi yêu nhau, lúc nào người đàn ông đó cũng mở miệng thề nguyền với bạn là chưa bao giờ lăng nhăng hay có ý định quan tâm người khác. Giờ vỡ lẽ mới thấy đa phần miệng lưỡi đàn ông càng hứa hẹn thì càng độc ác. Lâu lâu nói thật được một câu thì trước đó đã mở lời dối trá cả trăm lần. Chẳng rõ từ bao giờ nữ chính bất ngờ trở thành nhân vật thừa ra trong câu chuyện với kẻ thứ ba của người đàn ông ấy. Đành vậy, cứ mỗi lần yêu lại dốc hết lòng, mà lần nào cũng chọn nhầm người không xứng. Rồi bao nhiêu tâm tình và nhẫn nại đều trở thành không. Đàn ông trên đời này, 10 người ăn cơm thì hết 6 gã thèm phở. Còn đỡ được 3 người chuyên cơm đâu vài năm rồi cũng lọ mọ đi thử phở vài lần. Người còn lại chắc quỳ vào hàng hiếm, cần bảo tồn và chăm nuôi khép kín để đỡ bị rủ dê. Bởi mới nói, đàn ông ngoại tình với bất cứ loại đàn bà nào đi chăng nữa, tất cả đều nằm ở bản năng. Chỉ có đàn ông biết bao bọc và dỗ dành người phụ nữ cạnh bên khỏi mọi ghen tuông, sân hờn mới đủ đầy bản lĩnh. Đối với phụ nữ mà nói, yếu mềm vốn dĩ sinh ra đã thuộc về bản chất. Chỉ có mạnh mẽ vứt bỏ những kẻ dối trá và không màng đến lời gạt lừa của đàn ông mới thật sự biết tự thương lấy chính bản thân mình. Chỉ tiếc những phụ nữ có tình lại không sớm gặp được người yêu mình chân tâm. Có một số đàn ông tìm được người thương mình chân thành thì lại để kẻ thứ ba chen chân lên giường nhà mình, rồi trở nên tầm thường quá đỗi. Thì thôi, từ nay cứ tự thương chính mình, cho đỡ thất vọng, cho đỡ khổ thân, cho đỡ chật lòng.